Trần Nhật Phong trở lại cùng tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Houston Nhật Ký, và chương trình này được phát hình và phát thanh từ Nam California 4:30 giờ California, tức là 6:30 giờ Houston, Texas. Trước hết cảm ơn tất cả các bạn bè ở khắp nơi đã chọn cái channel của Phong để theo dõi các bản tin hàng ngày, các bài nói chuyện phân tích trên tinh thần chủ quan của Phong và phần thảo luận của tất cả chúng ta sau mỗi một bản tin. Đề tài đầu tiên Phong đã nói đến quý vị về cái cuộc xung đột trên Biển Đông, mà nói rằng là mà Phong có thể đưa ra cái đoán chủ quan của mình là nó sẽ diễn ra trong vòng 3 năm trở lại và không hơn 3 năm, bởi vì Hoa Kỳ và Trung Quốc hai bên đều ở cái thế phải có cuộc xung đột vũ trang để giải quyết bài toán tận gốc rễ giữa đôi bên. Điều này không thể tránh khỏi. Và trước khi đi vào cái đề tài thứ hai thì cho phép Phong được giới thiệu lại một lần nữa đài Radio Bonsa. Các bạn vào trong nếu các bạn vào trong YouTube, các bạn đánh chữ Radio Bonsa thì các bạn thấy đây Phong đánh chữ Radio Bonsa thì các bạn sẽ vào đây thì các bạn thấy đủ hết, nhưng mà đừng có chọn mấy cái này. Các bạn sẽ xuống tới đây, các bạn thấy cái logo của một cái microphone và cái bản đồ Việt Nam, các bạn bấm vào. Thì khi các bạn bấm vào thì các bạn sẽ thấy được tất cả những cái chương trình radio của Radio Bonsa ở đây. Trong đây thì các bạn sẽ có tin tức rất là nhiều, và họ có những cái thời sự tin tức rất là hay. Ví dụ như ở đây các bạn thấy có chuyện, có tin Việt Nam mỗi một ngày, bản tin di trú, rồi y khoa vân vân. Đây là một trong những cái đài do Việt Dũng và Minh Phượng, Chí Thiện là những người sáng lập đài này. Và Việt Dũng thì đã rời bỏ chúng ta. Tuy nhiên, chị Minh Phượng và anh Chí Thiện vẫn tiếp tục cái đài này suốt 20 mấy năm qua ở Nam California và phát thanh ở Nam California nhiều năm rồi, 20 mấy năm rồi. Thì bây giờ thì chính thức họ đã có trang YouTube. Thì Phong hy vọng rằng tất cả các bạn bè của Phong trên YouTube và trên Facebook nếu coi chương trình này thì các bạn chịu khó đi qua bên đó, subscriber, tức là ghi danh, đăng ký để giúp cho họ có cái lượng khán giả, và cũng như là chương trình họ rất hay. Họ có nhiều chương trình màu sắc nhiều hơn của Phong nhiều lắm. Nhưng mà các bạn sẽ có được những cái thông tin mới, những cái chương trình nội dung rất là hay. Hy vọng các bạn sẽ ủng hộ cho Radio Bonsa. Và đó là phần mà Phong giới thiệu với các bạn. Bây giờ chúng ta bước qua cái đề tài thứ hai. Lúc nãy trong đề tài đầu tiên thì Phong đã nói về cái cuộc chiến xung đột vũ trang giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc không tránh khỏi. Và cũng trên tờ The National ngày hôm nay, thì The National Interest ngày hôm nay thì họ cũng có một cái bài khác, và bài này họ nói là cuộc chiến mậu dịch là cái cuộc chiến phù hợp và không thể tránh khỏi. Đó là cái tựa đề của cái bài báo ngày hôm nay, cũng trên tờ The National Interest. Các bạn vào cái tờ này và các bạn sẽ thấy cái bản tin là The Trade War is Justified, tức là cái cuộc chiến này là thích hợp và phù hợp. Tại sao? Tại sao bài báo lại có cái nhận định này? Và bài viết này bởi Dinh Ma, tức là Anh Mã, ok, cái tên tiếng tôi dịch là Anh Mã, ok. Và ở đây họ nhắc lại tất cả những cái sự kiện đang diễn ra giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc về cái cuộc chiến mậu dịch. Và trong đó thì họ nói rõ ràng đây nè các bạn, là hôm nay họ nói là phía Trung Quốc đã có cái sự tăng trưởng về kinh tế rất là nhiều so với 20-30 năm trước. Ở đây họ có nhắc lại cho các bạn thấy là khi mà Trung Quốc gia nhập WTO nè, thì lúc đó là cái quan hệ của họ rất là tốt. Và bây giờ thì làm sao khi mà họ đóng lại cái vấn đề chính trị và chỉ nhắm vào cái xã hội của Trung Quốc, thì ở đây họ có một cái bài phỏng vấn rất là nhiều và rất là hay, trong đó có nhắc đến rất nhiều. Và cái điều mà cái bài này trọng tâm của bài này nhấn mạnh ở đây là cái trọng tâm của nó là China become rich but not free, tức là nước Trung Quốc bây giờ trở nên giàu có hơn nhưng mà không có nền tự do, và Hoa Kỳ có thể đối diện với lại cái quốc gia có cái thế lực rất mạnh mẽ và nó sẽ là đe dọa tới những cái giá trị dân chủ. Và do đó đây là một cái cuộc cạnh tranh trực tiếp và xen vào các cái khu vực ở Á Châu. Đây là một trong những cái bài nhận định khá hay, và ở đây họ giải thích rất rõ ràng lý do tại sao mà họ nói rằng cái bài viết này nói rằng là cái cuộc chiến mậu dịch bây giờ là thích hợp và phù hợp. Tại vì trong đi lại từ thời của Đặng Tiểu Bình, khi mà chính thức ban giao với lại Hoa Kỳ năm 1979, lúc đó nền kinh tế Trung Quốc vẫn là eo uột, vẫn là một quốc gia nghèo khổ, vẫn phải đi ăn độn,
vẫn phải bới củ ở trong rừng ăn, rất là nghèo. Và kể từ khi mà Clinton lên nhận chức và tháo gỡ cái lệnh cấm vận đối với Trung Quốc sau cái thập niên 90, thì bắt đầu cái nền kinh tế Trung Quốc bắt đầu mở được cánh cửa ra. Nhưng mà nó vẫn chưa có phát triển mạnh mẽ bởi vì Trung Quốc bị giới hạn rất nhiều. Và mỗi năm vẫn phải chờ Hoa Kỳ cấp cho cái gọi là tối huệ quốc. Tối huệ quốc tức là cái chương trình giảm thuế dành cho những quốc gia nghèo đang phát triển. Thì mặt hàng của họ vào Hoa Kỳ mức thuế tối đa chỉ là 4%. 4% thôi. Tối đa. Có những mặt hàng là họ được miễn thuế luôn. Thì cái này gọi là chương trình tối huệ quốc dành cho những quốc gia vừa mở cửa đang phát triển trong nghèo khó, vân vân, hay là vừa thoát khỏi chiến tranh. Thì suốt cái thập niên 90, Trung Quốc nhờ cái chương trình tối huệ quốc này, họ lần mò được cái con đường sáng để mà phát triển. Rồi đến năm 1997-98, khi cơn kinh tế, khủng hoảng kinh tế xảy ra tại Á Châu, nó vô tình, nó đẩy Trung Quốc trở thành một quốc gia có cái an toàn về đầu tư. Mặc dù cái cơ chế chính trị của quốc gia này vẫn siết chặt, nhưng mà ít nhất với cái nhìn của những nhà đầu tư, thì nó là một cái quốc gia ổn định chính trị so với cái cơn khủng hoảng kinh tế dọc theo khu vực Á Châu thời điểm đó là khủng hoảng kinh tế kèm theo khủng hoảng chính trị. Ví dụ, ở Indonesia, cuộc khủng hoảng kinh tế này đã giật sập luôn cả chế độ của ông Suharto sau 32 năm cầm quyền. Rồi Philippines, mỗi một ngày đều có sự hỗn loạn về chính trị. Rồi Nam Hàn, thời điểm đó cũng đang chuyển đổi từ một xã hội quân phiệt cai trị qua một xã hội dân chủ, cũng vừa bước chân sơ khai vào nền dân chủ thì xã hội vẫn còn bất ổn, biểu tình khá nhiều. Thái Lan thì khỏi nói, Thái Lan coi như cái rướp về chính trị bất ổn của họ là liên tục trong suốt 20 năm qua. Do đó, nếu mà đặt ở góc nhìn của một nhà đầu tư chỉ biết tiền, quyền lợi mà thôi, thì nếu mà đứng ở cái góc nhìn này, các bạn sẽ thấy rằng là nhìn tình hình thời điểm đó của Á Châu, thì Trung Quốc là quốc gia có cái nền ổn định chính trị. Mặc dù họ chỉ là một đảng cai trị và cai trị rất sắc máu, nhưng nếu mà nhìn ở góc độ đó thì nó là cái quốc gia ổn định chính trị, và lúc đó đầu tư tràn vào Trung Quốc. Cho đến năm 2001 thì Trung Quốc bắt đầu chính thức gia nhập WTO. Và khi gia nhập WTO, tức là Tổ chức Mậu dịch Thế giới, Trung Quốc đã bắt đầu phát triển kinh tế, và chỉ trong vỏn vẹn 10 năm, chưa tới 10 năm. Tức là từ năm 2001 cho tới năm 2009 thôi, thì nền kinh tế của Trung Quốc đã bùng phát mạnh mẽ. Và đặc biệt là họ lại có lấy mặt mũi với cộng đồng quốc tế nhờ cái cuộc tổ chức cái giải Olympic 2008. Đại khái như vậy, thì cái nền kinh tế của Trung Quốc bùng phát mạnh mẽ, và tới bây giờ thì năm 2011, sau năm 2011, tức là đúng 10 năm sau khi mà họ phát triển kinh tế, sau khi họ gia nhập WTO, thì họ chính thức qua mặt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Chính thức là họ qua mặt năm 2010, nhưng mà trễ của năm 2010 qua tới năm 2011 là chính thức họ đã qua mặt Nhật Bản, trở thành nền kinh tế lớn hàng thứ hai trên thế giới. Và suốt từ đó đến nay, Trung Quốc liên tục thúc đẩy cái vấn đề kinh tế không ngừng. Điều mà tất cả mọi người nhìn ra được là cái cuộc chiến mậu dịch nó đến đúng thời điểm ở giai đoạn này, chính là sự phát triển kinh tế của Trung Quốc. Tại vì các quốc gia khác, người ta phát triển kinh tế thì nó đi đồng bộ với tất cả những cái quyền khác của người dân. Tức là sự phát triển nó đồng bộ là thứ nhất là về kinh tế phát triển. Thứ hai là chính trị càng lúc càng minh bạch hơn. Thứ ba là cái đời sống của người dân, cái quyền của con người càng lúc càng được nâng cao và tôn trọng hơn. Thì nó và môi trường phải được giảm bớt những cái ô nhiễm, giảm bớt những cái gọi là gây ra ô nhiễm. Thì chính ra nếu một quốc gia mà phát triển một cách khỏe mạnh thì nó sẽ đồng bộ như vậy. Đương nhiên là vấn đề quân sự cũng được gia tăng. Thì đây là những cái vấn đề gọi là khi mình phát triển nó đồng bộ như vậy, nó đi lên đều như vậy, thì nó làm cho cái quốc gia đó phát triển một cách khỏe mạnh. Nhưng Trung Quốc thì ngược lại. Trung Quốc thì họ chỉ tập trung vào cái hồ sơ kinh tế và họ siết chặt tất cả mọi thứ. Cuối cùng thì hồ sơ kinh tế họ thắng. Họ đã đạt được cái mức kinh tế khá cao. Nhưng mà những hồ sơ khác nó lại không lên đồng bộ. Thậm chí nó còn đi thụt lùi nữa. Là bởi vì cái đảng cai trị họ muốn nắm quyền lực vĩnh viễn. Họ muốn độc quyền cai trị nước Trung Quốc. Do đó họ siết chặt cái chính trị. Và vì vậy trong cái bài nhận định này,
cho thấy rằng là cái sự phát triển kinh tế của Trung Quốc đã không đồng đều. Mà nó không đồng đều thì cái hệ quả của nó rất lớn. Tức là thứ nhất là sau một thời gian thì các bạn nhìn thấy nó không có cái gì gọi là chúng ta thấy ngạc nhiên cả. Sau một thời gian phát triển kinh tế thì cái thành phần mà gọi là có cái quan hệ với những cán bộ, với những quan chức và với những thành viên cao cấp của Đảng Cộng sản thì họ rất giàu có. Họ giàu khủng khiếp lắm. Một ngày là họ có thể kiếm cả triệu đô la như chơi. Thị trường chứng khoán lật qua lật lại là họ kiếm cả triệu đô la như chơi. Trong khi đó, đa số người dân Trung Quốc, đa số vẫn còn sống dưới mức nghèo khó. Tức là khoảng cách giàu nghèo quá lớn. Tại vì do cái cơ chế một đảng cai trị. Và một đảng cai trị nó thao túng tất cả mọi thứ và nó trở thành bao che tất cả mọi thứ. Và những cái điều tiêu cực đã được che đậy và không được khui ra. Và những cái tên cán bộ, đảng viên mà tham lam, lấn áp, ức hiếp người dân lại được cái quy luật của đảng cai trị đó bao che. Chính vì vậy, cái khoảng cách giàu nghèo nó càng lúc nó càng lớn tại Trung Quốc. Rất lớn. Rồi đó là cái một cái nguy hiểm về xã hội. Thứ hai, khi mà cái quyền con người nó không được thăng tiến đồng bộ với nền kinh tế, thì lúc đó người dân sẽ càng lúc càng bất mãn hơn. Và cộng đồng quốc tế sẽ càng chú ý hơn khi cái quyền của người dân không được nâng cấp cùng một lượt với cái sự thăng tiến về kinh tế, thì nó sẽ làm cho cái nỗi bất mãn của người nghèo càng lúc càng nghèo, cộng thêm bị tước đoạt những cái quyền của mình, ví dụ như cái quyền ăn nói, cái quyền tự do ngôn luận, cái quyền tự do đi lại, cái quyền tự do phát biểu ý kiến, cái quyền tự do lập hội bị tước đoạt hết, thì cái sức phản kháng người dân nó sẽ bùng nổ càng lúc càng mạnh hơn. Đây là cái điều nguy hiểm thứ hai. Và cái điều nguy hiểm thứ ba mà Trung Quốc phải đối diện đó là cái sự bùng nổ về nhân mạng. Cái này thì tôi đã có từng nói với các bạn một lần cách đây không lâu, thì tôi cũng có chia sẻ với các bạn về cái nạn bùng nổ nhân mạng của Trung Quốc. Là các bạn còn nhớ tôi có chia sẻ là năm 1911 khi mà lật đổ triều đại Mãn Thanh trong cái cuộc cách mạng Tân Hợi. Lúc đó dân Trung Quốc chỉ có 400 triệu. Hôm nay là đến gần 1 tỷ tư người. Tức là lên tới gần 1 tỷ người. Mới có 100 năm thôi các bạn. Cái nạn nhân mạng nó sẽ là một cái bài toán nhức đầu cho những ai đứng đầu nước Trung Quốc. Và chính vì cái nạn nhân mạng này, Trung Quốc bắt đầu đẩy dân của họ qua những quốc gia khác. Và bây giờ thì các bạn thấy cái làn sóng chưa nhiều lắm. Nhưng đến khi mà Trung Quốc rơi vào cơn nội loạn hay khủng hoảng, thì cái làn sóng dân Trung Quốc mà nó tràn qua các quốc gia khác, nó sẽ trở thành một cơn khủng hoảng nhân đạo cho cả cộng đồng quốc tế. Đây là một trong những cái lý do mà nói là Trung Quốc phát triển không đồng đều và phát triển không khỏe mạnh là như vậy. Và chính cái sự phát triển không khỏe mạnh này, nó độc quyền về chính trị và nó chỉ tập trung về kinh tế, nó bất chấp cái quyền con người, cái môi trường như thế nào. Thì nó sẽ là một cái thứ đe dọa rất nguy hiểm cho các cái nền dân chủ. Nên một khi mà không thể ngăn chặn, tức là không thể ngăn chặn sự phát triển của nó, thì các cái nền dân chủ khác sẽ bị họa lây. Đây là một cái điều nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế. Là bởi vì cái chủ nghĩa độc tài nó sẽ được sinh sôi nảy nở trở lại. Tức là những quốc gia khác sẽ bắt chước cái mô hình độc tài của Trung Quốc để mà phát triển kinh tế. Ví dụ như trường hợp của Cộng sản Việt Nam, họ bắt chước y chang cái mô hình của Trung Quốc, thì nó sẽ lan rộng qua nhiều quốc gia khác. Và cái mô hình này rất nguy hiểm cho những nền Cộng hòa hay Dân chủ khi mà họ làm ăn một cách công khai và minh bạch. Thì nó sẽ lớn sân. Do đó, cái cuộc chiến mậu dịch nó nổ ra trong giai đoạn này là thích hợp. Là bởi vì nó sẽ quân bình lại và nó là cái lực cản cho cái chủ nghĩa độc tài, độc đảng nó lan tràn qua những quốc gia khác. Tại vì cái chủ nghĩa này các bạn nhìn thấy rõ ràng, những kẻ giàu có, làm giàu là những kẻ được xem là có liên hệ với cái chế độ cai trị. Từ, các bạn thấy từ Trung Quốc, qua tới Việt Nam, qua tới Venezuela, những quốc gia này, ngay cả Cuba, những thành phần cai trị là những thành phần giàu có về tiền bạc. Nhà cao cửa rộng, biệt phủ, rồi dinh thự rất là lớn. Trong khi người dân kiếm không ra đồ ăn.
Thì các bạn thấy rõ ràng là những cái xã hội như vậy mà bây giờ nó lan tràn ra khắp thế giới. Thì các bạn thấy thế nào? Nó lan tràn ra khắp thế giới. Thì nó sẽ làm mất đi cái nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong nhiều năm qua là cố gắng tạo ra những cái chính phủ minh bạch với người dân và cái quyền người dân được tôn trọng. Và nó sẽ không có những cái tình trạng bất công, thậm chí là những cái cuộc bắt bớ, tra tấn, thảm sát, giết người bịt miệng vân vân. Nó sẽ không xảy ra tình trạng đó, tại vì tất cả thế giới mở thì nó minh bạch. Nhưng bây giờ nếu như cái mô hình này của Trung Quốc mà không ngăn chặn họ bằng các cuộc chiến về vũ trang hay là cuộc chiến về mậu dịch, nó sẽ nở rộng ra. Nó sẽ nở rộng ra. Và cuối cùng nó sẽ lớn dần, và lúc đó con người sẽ quay trở lại cái thời kỳ giống như thời kỳ quân chủ, mà thời kỳ quân chủ hiện đại. Thời kỳ quân chủ là một gia tộc làm chủ đất nước. Một gia tộc là vua của một nước, có quyền ban phát tất cả mọi thứ. Thì các bạn nhớ 100 năm trước là cái thời đại quân chủ. Nó sẽ quay trở lại cái thời đại quân chủ nhưng với một cái hình thức khác. Và như vậy nó đẩy thế giới đi ngược cái lịch sử và đi ngược lại cái thời kỳ khác. Điều này rất nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy mà trên cái bài viết này, trên cái bài viết của The National Interest này, cho các bạn thấy là nó khá quan trọng khi cuộc chiến mậu dịch nổ ra đúng thời điểm này. Là nó, thứ nhất, nó giới hạn lại Trung Quốc trong cái việc phát triển kinh tế một cách cuồng điên. Và thứ hai, nó buộc Trung Quốc là phải nâng cái quyền lợi con người lên đồng song hành với cái việc phát triển kinh tế thì mới phát triển khỏe mạnh. Còn nếu như mà tiếp tục lệch lạc như vậy thì nó có hai tình trạng xảy ra. Thứ nhất là cái chủ nghĩa độc tài quân chủ nó sẽ được tái lập trở lại, là nó sẽ gây nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế rất là nhiều. Và những kẻ đó họ độc tài, họ nắm vũ khí trong tay, họ nắm mọi thứ trong tay, họ sẽ dễ dàng đàn áp người dân, họ sẽ dễ dàng tạo ra những cái bất công nhiều hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái điểm thứ hai, nếu như trường hợp mà những cái chế độ mà nó siết chặt như vậy mà vô tình nó sụp đổ một cách nhanh chóng như trường hợp của Trung Quốc đi, thì nó sẽ xảy ra cái cơn khủng hoảng lớn trên toàn cầu về nạn nhân mạng, tức là dân nó chạy tứ xứ để nó xin đi tị nạn, nó trốn qua nước khác, tức là nó sẽ gây ra một cái cuộc xáo trộn về nhân mạng ở trên thế giới. Chính vì vậy mà ngay giờ phút này mà chặn đứng được điều đó thì nó là cái điều rất là may cho cộng đồng quốc tế. Chặn đứng được điều này thì nó sẽ làm cho cộng đồng quốc tế cảm thấy đỡ hơn. Còn nếu như không, nó sẽ là một cái bài toán khủng khiếp. Vì vậy mà cuộc chiến mậu dịch xảy ra trong giai đoạn này thì cái bài đánh giá này, nó đánh giá là thích hợp. Vì nếu mà nó chậm hơn 5 năm hay 10 năm sau, tình hình nó vô cùng nguy hiểm. Nó nguy hiểm không phải chỉ một khu vực mà nó lan rộng cả cộng đồng quốc tế. Lúc đó các bạn sẽ thấy những cái chủ nghĩa cực đoan lên ngôi, những ông vua độc tài, những tên lãnh đạo độc tài, thậm chí những tôn giáo độc tài. Họ dùng cái quyền lực giống như Trung Quốc, tức là trấn áp tất cả những ai mà liên quan tới chính trị hay là có cái quan điểm chính trị khác, và nó sẽ gây ra cái tình trạng sợ hãi ở những cái quốc gia này. Và những quốc gia này, những người đó chỉ tập trung vào phát triển kinh tế và họ nói dân không quan tâm tới chính trị, cứ lo phát triển kinh tế, cứ lo đi làm đi. Cuối cùng nó sẽ xảy ra cái tình trạng càng làm bao nhiêu thì máu bị hút bấy nhiêu. Mà người dân càng làm càng nghèo. Trong khi những tên cai trị thì chỉ cần có chức vụ là có thể thoát nghèo và trở thành giàu có. Và cái đó nó xảy ra rất là nhiều. Và hiện nay nó đang hiện hữu ở trong các cái xã hội chủ nghĩa. Những cái mô hình xã hội chủ nghĩa nó đang xảy ra. Nhưng cái mô hình này mà nó nhân rộng ra nữa thì nó sẽ là điều nguy hiểm cho cộng đồng quốc tế. Chính vì vậy mà đây là cái thời điểm mà đúng lúc Hoa Kỳ mở cuộc chiến toàn diện với Trung Quốc, trong đó có cuộc chiến mậu dịch, là điều hợp lý. Là điều hợp lý là vì nó chặn lại cái điều này. Điều này là một cái điều khá nguy hiểm cho cả cộng đồng quốc tế. Và đó là một trong những cái mà điểm chính của cái bài báo này nói. Tuy nhiên, đối với Trung Quốc thì nó sẽ là một bài toán khó khăn hơn nữa. Tại vì khi đối diện với lại cái cuộc chiến này mà Hoa Kỳ quyết tâm đi rồi, Trung Quốc không còn lựa chọn. Trung Quốc chỉ còn có một cái giải pháp duy nhất nếu như họ vẫn muốn giữ một nước Trung Quốc. Là cái giải pháp thay đổi cơ cấu chính trị. Chỉ có thay đổi cái cơ cấu chính trị và cái thể chế chính trị đó
thì Trung Quốc mới giữ nguyên là một nước Trung Quốc. Còn nếu như mà bây giờ vẫn tiếp tục cho cái đảng cai trị đó độc tài và độc quyền cai trị nước Trung Quốc, thì bây giờ tình hình nó đẩy tới mức là họ không lui được nữa. Một là xung đột với cả cộng đồng quốc tế. Hai là họ disappear, tức là họ biến mất khỏi chính trường, họ biến mất khỏi xã hội, họ biến mất khỏi thế giới. Và lúc đó, những cái cộng đồng ở tại Trung Quốc, những sắc dân tại Trung Quốc, những tôn giáo tại Trung Quốc và những khác biệt văn hóa đó, nó sẽ phân hóa nước Trung Quốc. Nó sẽ phân hóa nước Trung Quốc và cái cuộc nội chiến sẽ không cách nào tránh khỏi tại Trung Quốc. Và cuộc nội chiến đó cuối cùng định hình là những quốc gia nhỏ nằm trong một nước Trung Quốc rộng lớn, nhưng nó trở thành những quốc gia độc lập và nó tách rời khỏi Trung Quốc. Và đó là cái hình ảnh mà tôi đã cho các bạn thấy từ những cái bài phân tích trước rồi, là Trung Quốc không tránh khỏi, trừ phi là Tập Cận Bình thay đổi toàn bộ thể chế. Khi mà họ thay đổi toàn bộ thể chế thì ít nhất cái đảng cai trị của Tập Cận Bình, tức là đảng Cộng sản, vẫn còn nắm được quyền một thời gian ít nhất 10 năm, 20 năm nữa, trước khi mà nó transform, tức là cho phép đảng đối lập được tham chính và nhiều đảng đối lập được tham chính, thì nó sẽ giảm đi được cái áp lực từ công chúng. Còn nếu không, cái khoảng cách giàu nghèo ở Trung Quốc nó sẽ là cái rủi ro lớn nhất mà Trung Quốc phải gánh chịu và cái đảng cai trị sẽ phải gánh chịu. Còn nếu như mà mở rộng ra như vậy thì ít nhất trong thời gian 10 năm tới 20 năm, các đảng đối lập mà xây dựng thế lực của mình cũng phải mất một khoảng thời gian dài mới bắt đầu thay thế được cái quyền lực của đảng Cộng sản. Còn nếu không thay đổi thì đảng Cộng sản sẽ bị đào thải sớm hơn, đào thải bằng bạo lực. Còn bây giờ họ chấp nhận cho cái việc đào thải đó bằng một cuộc chuyển tiếp chính trị, tức là thay đổi toàn bộ cái cơ chế chính trị đó, thì các cái đảng đối lập ít nhất họ phải có 10 năm tới 20 năm để xây dựng cái đảng của họ. Thì trong khoảng thời gian này, đảng Cộng sản vẫn cầm quyền. Đảng Cộng sản vẫn cầm quyền. Cho tới khi mà những cái đảng đối lập bắt đầu thay thế được và họ bắt đầu chiếm được đa số trong quốc hội, hay là họ nắm được quyền chính phủ một giai đoạn nào đó, thì lúc đó mới ra một cái tình hình khác. Thì lúc mà Trung Quốc ít nhất họ sẽ có một cái sự chuyển tiếp nhẹ nhàng và một nước Trung Quốc vẫn được giữ nguyên. Còn nếu như mà đảng Cộng sản bây giờ đi theo cái hướng hiện nay mà Tập Cận Bình đang đi, thì đó toàn, các bạn thấy là cái hướng đi của họ toàn màu, là cái màu đen, tức là rất là tối. Bây giờ đặt hai trường hợp, cứng và mềm. Nếu cứng rắn với thế giới bên ngoài thì sẽ đi tới xung đột vũ trang. Điều đó không tránh khỏi. Mà nếu mềm dẻo thì chính Tập Cận Bình sẽ bị lật ở trong nước. Hai con đường, Tập Cận Bình đi con đường nào cũng phải chết. Bây giờ ông ta chỉ còn một con đường duy nhất để giữ được cái quyền lực của đảng Cộng sản hoặc là phe nhóm của ông ta, là cải tổ chính trị. Mà nếu như Tập Cận Bình không đi hướng này mà chọn một là thỏa hiệp hoàn toàn với Hoa Kỳ, thì ông ta sẽ phải đối diện với cái sự phản pháo và cái sự chủ nghĩa dân tộc cực đoan ngay tại Trung Quốc. Và rốt cuộc ông ta cũng sẽ bị mất quyền lực vào tay cái nhóm khác của đảng Cộng sản mà thôi. Còn nếu như ông ta tỏ ra cứng rắn và sẵn sàng quyết liệt tới cùng, thì chính ông ta sẽ đốt cái giai đoạn của đảng Cộng sản cầm quyền nhanh hơn. Bởi vì đảng Cộng sản cầm quyền sẽ không cầm quyền lâu dài khi mà có xung đột vũ trang xảy ra. Thường thường các bạn thấy xung đột vũ trang xảy ra thì cái đảng cầm quyền còn cầm quyền được không các bạn? Tôi nghĩ là không. Các bạn đã nhìn thấy qua bao nhiêu cuộc chiến, từ cuộc chiến ở Bosnia và Croatia hay Kosovo, cái đảng cầm quyền của người Serbia đã bị mất trắng luôn cái quyền, cái vấn đề cầm quyền. Họ quyết định đó, cái tình hình của Yugoslavia là nắm quyền lực tới tận cùng. Cuối cùng cộng đồng quốc tế xen vào và mở những cuộc tấn công vào Liên bang Nam Tư, tức là Yugoslavia. Bây giờ bị chia ra nhiều nước nhỏ, từ Serbia, rồi Montenegro, rồi tới Macedonia, Bosnia, Croatia, v.v. Những vùng đất này trở thành quốc gia độc lập hết. Và đảng cầm quyền mất trắng tất cả. Rồi các bạn thấy tới thời của Saddam Hussein, khi mà Tổng thống Bush giấy động cái cuộc chiến năm 2003, Saddam Hussein độc tài cầm quyền suốt mấy chục năm. Và khi bị lật đổ, khi có cuộc chiến tranh với Hoa Kỳ, là bị giật sạch.
toàn bộ chế độ Saddam Hussein biến mất. Libya tôi không nói, Libya thì Hoa Kỳ không nhúng vào, Libya là do chính người Ả Rập lật lên, cái cuộc cách mạng mùa xuân tại Ả Rập, đúng chưa? Thì các bạn thấy trong tất cả những cuộc chiến mà Hoa Kỳ can dự, thì có cái chế độ nào cầm quyền được không các bạn? Không có. Tất cả đều sập hết. Do đó, Đảng Cộng sản Trung Quốc họ phải hiểu điều này. Và họ dư hiểu điều này. Nếu đương đầu với Hoa Kỳ, cái hậu quả của họ là cái hậu quả họ không thể tránh khỏi. Nhưng tại sao họ vẫn cứng miệng? Tại vì họ đang kiếm giải pháp. Và họ tìm cách làm cách nào để mà có thể vừa đáp ứng được cái chủ nghĩa dân tộc trong nước, vừa đáp ứng được cái đòi hỏi của Hoa Kỳ và cộng đồng quốc tế. Đây là cái bài được xem là một cái bài toán khó khăn cho cái đảng cầm quyền bây giờ, đặc biệt là nhân vật Tập Cận Bình. Làm sao có thể đáp ứng được hai điều này khi nó trở thành đối chọi với nhau? Khi mà nhượng bộ cho quốc tế thì nó sẽ gọi là nỗi nhục bác đại liên quân. Dân Trung Quốc lại kích động lên là nỗi nhục của bác đại liên quân. Nó sẽ nổi loạn. Còn nếu như mà cứng rắn thì Tập Cận Bình đã đẩy mình vô cái nòng súng để bắn ra và đương đầu trực tiếp với cả cộng đồng quốc tế, với Hoa Kỳ. Đây là bài toán mà Trung Quốc sẽ phải đối diện trong vài ba năm tới. Và Tập Cận Bình, giống như tôi đã nói trong cái bài trước, là trước sau gì cũng sẽ có một cuộc xung đột vũ trang với Hoa Kỳ để giải quyết bài toán giữa hai nước. Đây là điều không thể tránh khỏi. Ok các bạn, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái chương trình ngày hôm nay. Một lát nữa khi trở lại thì Phong sẽ có những cái bản tin cập nhật dành cho các bạn, và ở đó các bạn có thể tiếp tục tham khảo, đóng góp ý kiến trong cái đề tài ngày hôm nay, hoặc là căn cứ trên cái nội dung, cái tin cập nhật để các bạn đóng góp ý kiến. Cảm ơn các bạn rất là nhiều, và chúng ta sẽ gặp lại lúc 6:30 giờ California. Mến chào mọi người và bye bye.